chúng ta cùng làm cái bài 1 trang 135 của chương 4 số phức của chương trình giải tích 12 đó là bài 1 là thực hiện cái phép tính này câu A thì ta có được là 3 trừ 5 y cộng cho 2 cộng 4 y đây là cộng 2 số phức hoặc là câu C là trừ yeah. các câu này là cộng trừ số phức vậy thì để cộng trừ số phức thì ta thực hiện cái quy tắc cộng như cộng trừ đa đa thức và tương tự đối với nhân cũng vậy giờ, yeah. thực hiện như cộng trừ à, và nhân đa đa thức vậy thì đối với câu a này để chúng ta cộng được thì chúng ta lấy phần thực cộng thực và áo cộng áo ta lấy là 3 cộng 2 bằng 5 âm 5 cộng 4 là âm 1 à, ở đây sẽ là 5 trừ trừ y đối với câu a này rồi tương tự câu b cũng vậy ta thực hiện phép cộng tương tự thôi bây yeah. giờ Câu B là chúng ta lấy là âm 2 cộng à, âm 1 chính là âm, âm 3. Âm 3 này trừ 7 là âm, âm 10 y. À, kết quả nó bằng là âm 3 trừ 10 10 y. Yeah. Rồi C. À, C về đây là đằng trước dấu ngoặc này à, có dấu trừ thì chúng ta thực hiện là bỏ dấu ngoặc trước sau đó chúng ta cộng xong Dạ. Yeah. do à, đó chúng ta viết lại là đây là 4 cộng 3 3y trừ 5 cộng 7 7y thì nó sẽ bằng là ta lấy là 4 trừ cho 5 được âm 1 cộng 10 10y đó là kết quả của câu câu C đấy chưa? rồi tương tự thì uh, chúng ta cũng có được cái kết quả của cái câu câu D này ở đây ta lấy là 2 trừ 5 bằng âm âm 3 trừ trừ cộng là trừ 3 cộng 4 là bằng 1 có nghĩa là kết quả là bằng trừ 3 cộng cộng y rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái máy tính để chúng ta kiểm tra lại thì uh, chúng ta dùng máy tính như sau dạ. Yeah. thực hiện là nhập bình thường Đó. và chúng ta vào menu 2 yeah. menu 2 số phức ta ấn nhập cái biểu thức này vào thôi đây yeah. 3 trừ 5 y đóng ngoặc cộng mở ngoặc 2 cộng 4 y đóng ngoặc ấn vô bằng thì nó ra được kết quả là 5 trừ y rồi tương tự đối với câu B thì chúng ta cũng nhập tương tự thôi. Nhá. Yeah. Câu B thì nhập tương tự thì nó sẽ là trừ -2. Được yeah. -2 này. trừ cho 3y, đóng không? cộng mở ngoặc ra trừ -1 trừ 7 i Đúng không? Bằng. Đó. kết quả nó được là trừ -3 trừ 10y. Rồi. Câu C Bằng cách tương tự thì chúng ta cũng nhập được và kiểm tra đối với câu câu C. Chúng ta nhập luôn. Đây là 4 cộng 3y đóng ngoặc trừ mở ngoặc ra. 5 trừ 7y. Yeah. Đóng ngoặc. Và nó sẽ bằng là âm 1 cộng 10y. À, âm 1 cộng 10y. Yeah. Được chưa? Rồi tương tự đối với cái bài này thì chúng ta cũng nhập vào là 2 trừ 3y. Sau đó rồi trừ ra mở ngoặc 5 trừ 4 y 5 trừ 4 y đúng không thì kết quả được là âm 3 cộng, cộng y đó vậy thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em thực hiện phép cộng bằng uh, trên cơ sở lý thuyết và phép cộng ở bằng máy dạ. bằng máy tính uh, 580 VNX rồi, chào các em